thuộc về cấp da tim ha, thì đương nhiên cũng sẽ nói cái phần thuốc thang, phần can thiệp này nọ sẽ là cái phần đó là đã nói cái phần kia rồi, cho nên phần này mình sẽ không nói nhiều nữa, mà để giới thiệu cho các em những cái về cái cơ chế bệnh sinh bên những cái điều trị cho mình cho nó rõ ràng. Thì vẫn biết là cái sinh lý tuần hoàn phổi thì rõ ràng là luôn luôn ở phía dưới đáy phổi á ha, thì bao giờ là cái áp lực của phế nang á thì nó nhỏ hơn, còn nếu mà áp lực ở trên á thì mình thấy là áp lực của động mạch với áp lực phế nang là lớn hơn cả động mạch của động mạch, cho nên là khi mà đã bắt đầu có hiện tượng mà dịch nó ứ thì mình thấy rõ ràng nó sẽ ứ ở phần dưới trước, tại dịch nó là theo động lực mà ha, nó sẽ ứ phần phần dưới, thì cái chuyện đó là chuyện rõ ràng để mình nói chuyện, chứ không không thể nào mà tự nhiên nó phù ở trên mà nó không phù ở dưới được. Ở đây mình nói là phù da tim ha, chứ không phải là mình nói phù cấp da những cái bệnh khác. Rồi hiểu thêm cái vấn đề về cái màng phế nang bao mạch thì cái vai trò của cái hoạt động của cái hệ thống mà vận chuyển thì mình thấy nè, bao giờ cũng vậy nè, máu đi vào đây sẽ có sự trao đổi oxy à, thì cái vai trò của màng phế nang bao mạch là đương nhiên là bây giờ dịch dịch trong này nó cũng có hiện tượng là dịch nó đi vào đi ra, chứ nó không thể là nó kín mít được hết, nó kín mít được hết thì nó đâu có sự trao đổi oxy được đúng không, cho nên là có sự đi vào đi qua, nhưng mà đi vào đi ra ở một cái mức độ là vừa phải thì có một cái cơ chế sinh lý bình thường. Còn nếu mà bây giờ nếu mà mình bị bất thường đi, chẳng hạn nó vào nhiều nó ra ít, nó vào đây thì nhiều nó ra thì ít, tự nhiên nó sẽ ứ lại, mà nó ứ lại đầy đủ nhiều rồi thì nó sẽ đi vào trong phế nang luôn ha, nó đi từng nấc như vậy, nó cao lên nhiều thì nó đi vào phế nang nhiều. Thì những cái hệ thống cân bằng dịch ở phổi thì mình thấy vẫn là cái chính vẫn là cái gì, cái áp lực thủy tĩnh à, thủy tĩnh bao mạch đó, có nghĩa là áp lực gần với là áp lực của nhị trái đó, rồi sau đó là những cái áp lực cao đó, là những cái đó là rõ ràng là bình thường nó sẽ giống nhau ở một người rồi ha. Nhưng mà riêng áp lực thủy tĩnh, ví dụ như những ca mà suy tim do ứ nhị trái, bướu máu nhị trái nhiều, áp lực thủy tĩnh nó tăng lên thì lúc đó là máu nó sẽ đi vào trong cái màng phế nang bao mạch nhiều ha, rồi sau đó là nó đi vào phế nang nữa, cho nên là lúc đó nó gây ra tới cái phù phổi. Thì bình thường cái dịch thoát ra ở một kể thì đâu đó là khoảng 500 ml trong 24 giờ ở người 70 kg, thì đó là một cái mức rất là bình thường đi vào và đi ra, cái hệ thống vận chuyển nó vận chuyển ra hết 500, cho nên là cái lúc nào nó cũng có một cái sự cân bằng ổn định, nó không có xảy ra từ tăng áp lực hết. Đặc biệt là trên những cái ca mà nếu mà mình thấy ví dụ như là bệnh nhân bị hẹp van hai lá mạn tính chẳng hạn, thì mình thấy là nó rõ ràng là cái áp lực nhị trái nó cứ tăng dần 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 lên, thì áp lực nhị trái tăng dần lên thì áp lực bao mạch nó cũng tăng dần lên, cho nên là cái khả năng vận chuyển của cái hệ thống vận chuyển thì nó vẫn tăng dần theo đó, cho nên là nó vẫn cân bằng được, là bệnh nhân cũng chưa có khó thở nhiều, bệnh nhân chưa có phù phổi nhiều, và khi nào nó tăng một mức độ nữa thì lúc đó mình thấy là cái đường dẫn ra nó dẫn không đủ hết, thì lúc đó là dịch nó ứ là nhiều ha. Thì trong những trường hợp mà mạn tính á, mình thấy là nó có thể tăng tới 200 ml trên giờ đó, thì cái em thấy là gần như nó vận chuyển là bao nhiêu, một ngày 24 giờ là gần như là nó tới bao nhiêu, gần tới 5 lít lên ha, kinh hoàng chứ đâu có ít đâu nữa. Còn bình thường của người của mình á, là chỉ là khoảng là 500 ml thôi đó. Nó tăng lên tăng rất là nhiều mình thấy không. Rồi những cái cơ chế của phù phổi cấp thì ở đây mình nói rõ ràng là phù phổi cấp có nghĩa là một cái tình trạng mà ở phổi nó bị ứ dịch, thì cái phần ở đây là mình nói nó có phần là phù phổi cấp da tim, là chứng tỏ là khi này là không có tổn thương gì màng phế nang bao mạch, không có tổn thương gì khác hết, cho nên là áp lực thủy tĩnh nó tăng lên thì nó bắt đầu máu nó đi vào trong cái mô kẽ, đi vào trong phế nang nó ứ lại đó, là nó tăng tăng dòng là nhiều. Chứ còn chẳng hạn là bệnh nhân phù phổi cấp do viêm phổi chẳng hạn, khi mà viêm nó tổn thương rất là nhiều thì nó tổn thương cái màng phế nang bao mạch, thì tự động tổn thương màng phế nang bao mạch thì dịch nó sẽ thoát vào trong phế nang, cái chuyện đó là chuyện rõ ràng, đâu có cần thiết là phải tới là cái tăng áp lực thủy tĩnh lên mình thấy không. Cho nên ở đây đã nhấn mạnh tới cái vấn đề của là cơ chế của phù phổi cấp, nhưng mà ở đây là phù phổi cấp da tim ha, thành ra là mình vẫn nói là chính nhất của nó vẫn là gì, cái sự thay đổi về cái áp lực của thủy tĩnh, áp lực bao mạch, cái đó là cái là mình sẽ chính nhất. Và muốn tăng áp lực bao mạch thì rõ ràng nó sẽ là gì, nó ứ máu ở nhị trái chẳng hạn, ứ máu ở thất trái chẳng hạn, đó là chính là những cơ chế chính để mà nó tăng áp lực thủy tĩnh lên, thì khi đó là dịch nó sẽ đi vào, thì nói cái phù phổi đó là phù phổi da tim. Thì khi mà cái lượng dịch nó vào chẳng hạn là mình thấy là dịch vào nhưng mà rồi nó lại dẫn đi hết thì nó không có vấn đề gì hết, thì lúc đó mình đâu đâu có gọi là nó có hiện tượng là phù phổi được, nhưng mà bắt đầu nó hơi quá một chút, ví dụ như là nó vào 700 thì nó đi 500 đi, bắt đầu nó hơi ứ lại một chút, nó ứ nhẹ như vậy thì bắt đầu nó ứ đó,
thì áp lực nó chưa đủ thì nó sẽ vào một kẽ lỏng lẻo thôi, chứ nó chưa vào một kẽ chặt. Nhưng mà nếu là nó nặng hơn nữa, nó ứ lên khoảng là 500 ml nữa, cái là bắt đầu nó sẽ đi vào một kẽ chặt. Thì cái thể tích đó thì không có ai đo hết, nhưng mà rõ ràng là khi mà biết nó dịch nó lên càng nhiều thì áp lực nó càng lớn, áp lực càng lớn thì nó đi vào phế nang nó càng nhiều ha, thì cái diễn tiến từ từ của nó lên như vậy. Thì thường mà thấy bệnh nhân sẽ gần như là cái hiện tượng khó thở bắt đầu nhiều, bắt đầu nó tràn dịch vào mô kẽ chặt. Còn khi mà các em thấy là mình nghe được nó ẩm ở phổi đó, thì có nghĩa là trong cái phế nang nó có dịch đó, thì gần như là nó đã chuyển qua tới giai đoạn 3B rồi ha, những cái giai đoạn mà biểu hiện trên lâm sàng rất là rõ ràng đó. Dịch vào đó cho nên bệnh nhân khó thở, bệnh nhân trao đổi khí không được, nghe thì cả ran ha. Rồi tiếp theo nữa là khi mà ho ra thì bắt đầu là bởi vì áp lực nó nhiều quá mà, nên nó vào đâu phải là chỉ là dịch không đâu, mà còn có thể là một nó không còn đi theo ra khạc ra dịch, thì vừa có khí vừa có máu đó, mình thấy là bọt hồng nó là như vậy đó. Thì cái đó là chính là cái giải thích cho những cái lý do triệu chứng mình đã sẽ xuất hiện. Thì để mà nói lại cụ thể rõ ràng là chứng tỏ là nó có một cái sự ứ dịch ở thấp trái hoặc là nhĩ trái, thì mình thấy rõ ràng là khi mà ứ dịch ở đây thì nó sẽ dội ngược lên, nó ứ ở trên trên cái tĩnh mạch phổi, nó đi ngược lên trên thì bắt đầu là nó sẽ ứ dịch ở ở phế nang, tăng áp lực thủy tĩnh lên. Cho nên mình hay nói là tăng áp lực thứ phát là vậy đó, chứ không phải là chủ động từ từ cái mạch máu nó tăng áp lực, mà là nó là gì, cho nó ảnh hưởng bởi cái nhĩ trái, bởi cái thật trái nó ứ dịch nhiều quá, cho nên bắt buộc nó phải ảnh hưởng lên ha. Thì mình thấy những cái nguyên nhân nó ảnh hưởng tới dịch không ra khỏi nhĩ trái được, hoặc là dịch không ra khỏi thất trái được, cho nên là nó ứ ở thất trái rồi sau đó nó ứ lên nhĩ. Thì khi máu ứ ở thất trái rồi thì rõ ràng là máu từ nhĩ xuống thất rất là khó, thì nó sẽ ứ nhĩ trái và nó đi ngược lên trên. Thì nó tóm lại là mình nói là những cái cơ chế ví dụ là cái tắc nghẽn đường ra nhĩ trái ha, hoặc là suy chức năng thất trái, quá thở thì tích thất trái, em thấy không, tắc nghẽn đường ra của thất trái nó toàn là những cái lý do mà để mà máu nó ứ lại ở bên tim trái rồi xong nó gây ra tăng áp lực của nhĩ trái. Còn trên mỗi cái bệnh nào nó gây ra vấn đề nào thì cái đó là thực ra là không có khó để mà giải thích. Ví dụ như hẹp van hai lá thì mình vẫn biết là máu nó xuống thất trái ít thì máu nó ứ nhĩ trái nhiều, cái đó là cơ chế của nó tắc nghẽn ở nhĩ trái ha. Và chẳng hạn như là bệnh nhân là bây giờ là bị nhồi máu cơ tim rồi tim máu bóp lên không được ha, thì ứ máu ở thất trái nhiều chẳng hạn thì đương nhiên nó sẽ ứ máu ở nhĩ trái sau đó, và nó tăng áp lực nó gây ra phù phổi ha. Thì cái đó là những cái nguyên nhân nói ra ghi ra thì ghi cho nhiều vậy thôi, chứ thực ra là em đọc lấy cái bệnh tên bệnh lên này, em đọc hoàn toàn là biết được là nó sẽ do cái cơ chế nào trong này. Về triệu chứng cơ năng thì bệnh nhân là rõ ràng rồi, ứ dịch thì nó trao đổi khí kém thì mình thấy là bệnh nhân sẽ khó thở, rồi khi khó thở lên thì nó sẽ thiếu oxy, thì chuyện mà lo lắng hốt hoảng thì cái chuyện vấn đề rất là bình thường luôn ha. Rồi bệnh nhân sẽ càng lo lắng hốt hoảng thì lúc đó là càng phải là kích thích hệ giao cảm lên nữa, thì toát mồ hôi thì cũng có thể là huyết áp tăng lên theo đó. Cho nên là trên những cái tình huống là đó thì mình khám mà thường người thấy là nhịp thở thì tăng nhanh đó. Mình nói là trên 20 là nhanh ha, nhưng mà thường là nếu mà trên 25 á, thì gần như là chỉ định mình là phải là cho thở oxy là không xâm lấn rồi đó. Thì thành ra là lúc đó mình sẽ thấy là những cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nó sẽ rất là rõ ràng, không có gì khó hết. Còn nghe thực thể thì rõ ràng là mình sẽ thấy là có những cái chuyện của là nghe ran phổi chẳng hạn, thì mình sẽ thấy là cái ran ẩm ha, rồi bọt mà dâng lên như thủy triều, rồi bệnh nhân ho khạc đàm, những cái chuyện mà cái về cái triệu chứng thì thực ra là hoàn toàn các em có thể giải thích được, không có gì khó khăn hết. Và đương nhiên giai đoạn đầu thì nó làm tăng cái tốc giao cảm lên, mạch thì nhanh, rồi huyết áp rồi có thể là tăng nhẹ lên đó, nhưng mà rồi sau này nó vẫn tưới máu mô được kém, rồi CO2 nó tăng, rồi đủ thứ chuyện lên hết, thì nó quay lại tiếp theo nữa, nó diễn tiếp tiếp theo nữa cái nặng của nó, thì nó quay lại bắt đầu là máu cơ bắp ra kém, rồi choáng tim nó nặng nề lên nữa. Lúc đó là chuyển ra thêm cái phần là thành là có triệu chứng của choáng tim nó lại xuất hiện ha, thành ra là hai cái bệnh này nữa, cái gần như là cái này nó sẽ diễn tiến tới cái kia nếu mà mình điều trị không có kịp thời, mà để nặng nề từ 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 là nó sẽ điều trị nó sẽ diễn tiến qua tới choáng tim, rồi sau đó mình nhận lại tử vong nữa. Là những cái xét nghiệm máu thường quy thì có thể là giai đoạn đầu có thể là chưa có gì thay đổi hết, cũng có thể là nó thay đổi từ đầu là do là cái bệnh của người ta có sẵn. Ví dụ cho bệnh nhân vừa suy tim vừa vừa suy thận thì đương nhiên sẽ ứ dịch nhiều hơn, thì cái chuyện mà nó cũng đưa tới cái phần của ứ dịch nó sẽ tăng lên, nó cũng đưa tới cái phù phổi cấp được ha. Thì tùy theo ở đây mình có thể là cái tổn thương nó có thể là tổn thương diễn tiến cấp tính, cũng có thể là diễn tiến nó tổn thương mãn tính, nhưng mà đương nhiên những cái thay đổi của nó không phải là những thay đổi là cấp như là trong trong tim, thì mình thấy là do tưới máu mô nó kém cho nên nó làm
phá hủy nó làm thận hoạt động kém rồi làm gan hoạt động kém rồi hủy mang gan thì cái đó là những cái nó nặng nề hơn. Nhưng mà nếu mà phù với cấp em không điều trị không đàng hoàng thì coi chừng là bệnh nhân cũng không có qua khỏi được. Rồi còn cái BNP thì rõ ràng mình biết rồi, khi mà ứ dịch lên mà căng lên, áp lực áp suất nó căng lên thì đương nhiên là BNP nó sẽ tăng cao. Thì cái chuyện mà xét nghiệm BNP cho bệnh nhân khó thở của mình nó sẽ hỗ trợ đi cho mình, cái này khó thở này là do tim ha. Rồi bệnh nhân đang khó thở như vậy mà tự nhiên là lên mình thấy BNP tăng cao nữa thì lúc đó mình sẽ điều trị theo cái hướng của tim. Thì những cái con số thì mấy em lấy trong bài CT ra là nó hoàn toàn là chuẩn mực rồi ha. Rồi về khi móc động mạch thì mình cũng sẽ thấy là gì, nó là sẽ có cái tình trạng là khi mà như vậy thì đương nhiên là giảm giảm oxy, tăng CO2 máu, nhưng mà có thể là giai đoạn đầu là pH thì nó chưa có ảnh hưởng nhiều, sau đó thì nó mới mới ảnh hưởng tới ha, rồi tăng CO2 đó. Rồi 80% là bệnh nhân có tổn huyết nhẹ, có nghĩa là vẫn có 20% bệnh nhân là không có chưa có biểu hiện, mình để nặng lên nữa chuyển qua chọn tim được, nó biểu hiện nó rất là nhiều hơn. Rồi còn men tim thì nó cũng sẽ giúp mình chẩn đoán cái phần của nguyên nhân nó là gì ha, cho bệnh nhân mày phụ của cấp này do nó một cái tim chẳng hạn, thì cái đó là nó đều gây ra cái để giúp mình chẩn đoán cái nguyên nhân ha. Về ít văn phổi thì mình thấy rõ ràng là ít văn phổi cho bệnh nhân choáng tim mà hình ảnh, nếu mà chờ mà hình ảnh rõ ràng á thì nó rất là rõ, hình ảnh cánh bướm rồi mình nghe mô tả rất là rõ, nhưng mà thường lúc này á là bệnh nhân cũng đã là trên lâm sàng cũng rất là rõ ràng rồi, mình khám luôn là mình cũng biết, cho nên là ráng cố gắng chẩn đoán ngay từ giai đoạn sớm một chút. Bệnh nhân là bắt đầu là khó thở rồi, trên hình ảnh của ít văn phổi sớm mình thấy là bắt đầu là có những cái mô kẽ nó bị nhòe, hoặc là những cái đường cạc lây A, lây B rất là mờ, rất là rõ ràng, thì lúc những giai đoạn đó là mình phải để ý tới, chứ đừng có để tới vấn đề là chờ mà hình ảnh nó rất là rõ ràng lên nữa thì lúc đó mình mới mới chẩn đoán được thì nó hơi buồn. Mà mình biết cái vấn đề của là tăng áp lực thủy tinh ở đây là tất của toàn bộ cái tim ha, cho nên khi nó ảnh hưởng là cả hai bên của phổi luôn, chứ không thể là thường là rất ít khi nào mà ảnh hưởng chỉ một bên, nó phải có bệnh đi kèm gì đó nó mới lây ra ảnh hưởng một bên ha. Thành ra là trên những cái bệnh nhân này bao giờ trên X quang thì mấy cũng thấy là tổn thương hai bên, tổn thương gần như là đều hai bên, chứ còn những hạn tổn thương một bên thì tổn thương rất là nhiều, còn một bên là bình thường hoàn toàn, thì đôi khi đó mình phải coi lại có cái nguyên nhân khu trú nào đó không, hoặc là có những cái bệnh nào khu trú tại chỗ nó đi kèm vô nữa để mà nó tổn thương là như vậy ha. Còn như trên hình ảnh này thì rất là rõ rồi, nhưng mà đặc biệt có một cái là cái hình ảnh X quang thì mình thấy sau khi mình điều trị đó cái lâm sàng bệnh nhân giảm rất là rõ, bệnh nhân đã bắt đầu là bớt khó thở, bệnh nhân bắt đầu tăng oxy lên, giảm CO2 xuống, mọi cái rất là rõ, nhưng mà có thể là trên X quang nó chưa có đáp ứng liền sau đó. Cho nên nếu mà mình thấy trên lâm sàng đỡ rồi mình chụp X quang thì mình thấy đôi khi hình ảnh X quang nó cũng còn hơi hơi như cũ, nó chưa có khác biệt nhiều, mặc dù là lâm sàng của mình rất là hồi phục rất là rõ ràng rồi. Thành ra là cái X quang nó giúp mình chẩn đoán, nhưng mà để mà theo dõi điều trị á thì nó không theo dõi được. Nhưng mà chẳng hạn để bây giờ là ngày hôm sau chụp lại thấy bệnh nhân là lâm sàng là tốt hết rồi, mà cái ngày hôm sau chụp lại thì thấy nó trở về bình thường là mình biết là cái đó bằng chứng là nó tốt hơn. Nhưng mà không ai đi đi là thấy đánh giá trên lâm sàng giảm cái cho đi chụp liền để mà theo dõi cho X quang ha. Rồi điện tâm đồ thì cũng giúp chẩn đoán nguyên nhân ha, có thiếu máu cơ tim, có nhồi máu cơ tim, hay là có những cái tình huống nào khác không, cái hạn như là thậm chí là ngay cả những cái bệnh lý của là tăng áp phổi hoặc là giãn di cái này là đều có thể mình coi lên trên trên điện tim, có thể là mình muốn giúp cho mình gợi ý là cái nguyên nhân một phần được khác ha. Thậm chí là viêm màng ngoài tim chẳng hạn thì nó biểu hiện những cái điện tim nó vẫn thay đổi để mình coi, nhưng mà rõ ràng mỗi cái nó sẽ góp một phần nào, chứ không phải là mình chỉ cầm điện tim lên là mình chẩn đoán được ha. Còn siêu âm tim thì cũng coi được tổn thương nó là cái gì, nó nhồi máu ở đâu, hoặc là do là nó phục hồi cấp này là không lẽ không do nhồi máu mà là do hẹp van hai lá nặng đè quá chuyển tiến suy tim giai đoạn cuối của mấy cái bệnh tim mạch chẳng hạn, nó ứ dịch nhiều thì nó hoàn toàn nó sẽ giúp cho mình đánh giá, mình coi được cái nguyên nhân, mình điều trị cho nó tốt hơn. Rồi theo dõi nhu động màng xông của tóc phải thì các em thấy là vẫn là không có chỉ định khuyến cáo rồi có thường quy ha, chỉ có những ca nào mà khó khăn quá bây giờ không biết là cái vùng vỡ cấp này là cái vùng vỡ cấp gì đó, do cái gì gây ra đó, thành ra là lúc đó người ta mới dùng tới. Nhưng mà gần như là trong cái tình huống của phù cấp là mình cũng ít có phải dùng tới những cái tình huống này lắm, tại khi bắt đầu bệnh nhân hàng chuyển qua thành thêm bằng chóng tim rồi đó, bắt đầu là phù phổi cấp xong giai đoạn đầu, giai đoạn sau bắt đầu là tiếp theo nữa là tới cái lúc mà huyết áp rồi giảm xuống, rồi tưởng nó mô giảm xuống thì lúc đó là mình cần dùng vào, thì mình thấy là trong lúc này thì gần như là nó đã thành chóng tim rồi ha, cho nó đủ tiêu chuẩn của chóng tim rồi.
về chẩn đoán phân biệt của nó thì mình thấy là rõ ràng ban là cái mạch máu bình thường vào ra bình thường hết ha, ban đã áp lực thì tĩnh nó tăng rất là cao nữa, cho nên là nó dịch nó vào nhiều chẳng hạn, hoặc là bên này cái tĩnh mạch nó rất là bình thường nhưng mà cái là nó tổn thương nó viêm cái này phải đang vào mạch, cho nên là tự động là máu nó đi vào chứ không phải là do là tổn thương của vùng phổi nhà tim ha. Cái này là vùng phổi là do tổn thương phổi do viêm phổi chẳng hạn. Thì những cái triệu chứng lâm sàng nó gợi ý cho mình là vùng phổi này là do tim hay là không do tim, thì mình thấy là những hạn là vùng phổi là do tại phổi thì nó có ung thư tại phổi hoặc là ít vân phổi, mình sẽ thấy những cái mờ ở ngoại biên hoặc là mờ ở những cái vùng khu trú của nó ha, rồi ranh ẩm thì bên này là có nhiều hơn, thì tất cả mình sẽ cộng hợp lại nhiều cái để mình coi, và BNP thì tăng cao là chứng tỏ là tim nó yếu, chứ còn thực ra thì bệnh nhân khó thở vào với mình, bệnh nhân khó thở tụt oxy máu nhịp thở tăng rồi lên thì mình vẫn nói là đâu có phải là chắc chắn là cứ là chỉ có phải là tim mới gây ra chuyện đó được, rất là nhiều thứ gây ra mà, và đặc biệt là thường thường là có chẩn đoán phân biệt là hai chẩn đoán là tim với ban phổi là hai cái mình cần là trước khác, thì nó sẽ dùng nhiều cái hỗ trợ cho mình thấy là mỗi triệu chứng nó hỗ trợ vào một chút thì lúc đó là mình sẽ có cái chẩn đoán nó chính xác hơn, rồi tiếp theo nữa là cái phần điều trị của mình và theo dõi đánh giá đáp ứng điều trị nữa thì nó sẽ hỗ trợ càng càng thêm một phần nữa để cho nhằm cho cái điều trị của mình nó sẽ tốt hơn nữa nha. Rồi còn chẳng hạn giờ bệnh nhân vào còn có ranh ẩm hoặc là mình cũng phải nghĩ tới coi chừng hen phế quản, tại mình không nói là cứ hen là cứ là phải là ranh ngáy ranh rít ha, còn bệnh nhân phù hồi cấp do tim hoàn toàn cũng có thể là nghe ranh ranh ngáy ranh rít được chứ không phải là không gì hết, nhưng mà những cái biểu hiện tình trạng nó sẽ khác nhau, thì trong cái tình huống thường thường mình thấy là tình trạng giảm oxy cho những cái phù hồi cấp là do tim thì đang là rất là nhiều ha, nó sẽ tụt rất là rõ luôn, BO2 nhiều khi mà nhiều khi nó giảm giảm rất là nhiều, SAO2 nhiều khi nó còn nó 75, 70, 80 nó đang giảm rất là nặng nề như vậy, thì đó là chính là những cái mình sẽ cần để mà mình nghĩ tới, chứ không phải là cứ bệnh nhân khó thở vô với mình thì mình cái chuyện là phù phân gia tiên. Thì qua phần điều trị thì rõ ràng với phần điều trị ban đầu thì mình vẫn là giống nhau của các bệnh nặng thôi, vẫn đảm bảo thông khí và điều truyền tĩnh mạch monitor theo dõi và theo dõi nước tiểu, đó là những cái là rất là bình thường ha, thì đảm bảo thông khí thì cũng như nói hồi nãy rồi mình sẽ cũng dùng từng bước hoặc là oxy hoặc là thở không xâm lấn hoặc là bắt đầu phải xâm lấn lên, thì tùy theo cái mức độ của nó mà mình đưa ra, thì cái phần đó là cái bài trong tim mình nói rồi ha. Về tư thế bệnh nhân thì mình biết là khi bệnh nhân phục vụ cho tim thì chúng ta là máu nó về về phổi nhiều, thì cái mục tiêu của mình là mình mong muốn là để cho máu nó nằm bên ngoài bớt thì nó sẽ ở bớt ứ ở tĩnh mạch, nó sẽ bớt về cái tim hơn, thì lúc đó mình thấy là cho bệnh nhân là ngồi, mà bệnh nhân cũng thể thấy người ta ngồi người ta thấy dễ chịu hơn, cái đó là cái tư thế cũng là bình thường của người ta nữa, chứ không phải là người ta sẽ nằm xuống người ta ngợp hơn là ngồi dậy, mình biết là cái khó thở cho tim nó là như vậy mà ha, cho nên bệnh nhân cũng tự động người ta chỉnh tư thế, cái đôi khi mình cũng không cần phải phải chỉnh với người ta đâu. Rồi những cái giảm cong cơ tim ví dụ là phải nghỉ ngơi, còn nếu mà bệnh nhân mà lo lắng và hốt hoảng quá thì mình sử dụng an thần ha. An thần bây giờ chẳng hạn như là cái nhóm là nhóm mà một phim đó thì có nghĩa là không phải là ca nào vô thì mình cũng dùng, nhưng mà nếu bệnh nhân lo lắng nhiều hoặc là bệnh nhân nhồi máu cơ tim nó đau ngực dữ dội quá nó gây ra cục vỡ cấp do nhồi máu cơ tim đó, thì bệnh nhân có đau ngực đi kèm thì tự nhiên mình phải dùng một phen để giảm đau để an thần cho người ta càng bớt lo lắng, người ta càng bớt đau đớn thì cái chuyện mà cái diễn tiến nó sẽ càng càng nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là tất cả các ca nào vô là cũng phải phải dùng tới an thần ha. Về truyền dịch đương nhiên mình biết phục hồi cấp da tim cái chuyện ứ dịch không phải là cái chuyện nó hơi bị ngược lại đó, thành ra là khi mà huyết áp cao thì mình đâu có bây giờ mình truyền dịch mình chi, bệnh nhân mà đang vùng phổi của mình có thở huyết áp đang là 110, 120 thì mình đâu có truyền dịch để làm gì ha, mình chỉ là cấm đường truyền để mình sử dụng thuốc này nọ thôi chứ mình đâu có truyền dịch, nhưng mà chẳng hạn khi bắt đầu huyết áp thấp thì lúc đó mình phải phải nghĩ tới cái chuyện là truyền dịch ha. Nhưng mà huyết áp thấp thì cũng phải để ý nữa coi thử bắt đầu nó có đủ tiêu chuẩn của cái chống tim hay chưa ha. Còn chống tim thì lúc đó mình sử dụng như là cái điều trị của chống tim. Rồi cái guideline 221 của hội tim mạch Hoa Kỳ thì đây bắt đầu hội tim mạch châu Âu chứ, thì người ta sẽ thấy là đây vẫn là oxy ha, hoặc là oxy hoặc là thông khí cơ học thì nó sẽ đỡ, nó nằm ở mức 2A, nhưng mà rõ ràng là những cái đó rất là quan trọng, thì khi nào cần thông khí cơ học thì mình thấy rõ ràng là nhịp thở là quá nhanh chẳng hạn, cái BO2 quá tụt thì bắt buộc là mình phải là thông khí hỗ trợ, có thể là thông khí áp lực dương thôi chứ không cần là phải phải xâm lấn, hoặc là đôi khi mình cần cái dùng HFNC cũng được,
để cho nó cung cấp liền oxy cho người ta. Thì cái giai đoạn trước thì gần như là huyết áp âm thu, khi mà mình xài mà mình lấy cái ranh giới nó là 100 để mà quyết định mình xài cái nhóm giãn mạch đó, thì bây giờ những cái nghiên cứu về sau thì người ta thấy là dùng cái giãn mạch lên thì nó cũng thực ra nó không tốt hơn cái loại tiểu hơn nhiều, nhưng mà nó có thể nó đưa ra những cái biến chứng là nó hạ tụt huyết áp rồi nhiều, cho nên người ta nâng lên cái con số là lên 110 ha. Nếu mà theo guideline cũ mình sẽ bán nói là cần là 100 đó, thì khi đó là nếu mà huyết áp rồi nhân trên 110 thì mình dùng cả loại tiểu này ha, thì đương nhiên loại tiểu là cho mình nhân phục phổi là luôn luôn là nhóm một rồi đó, còn và cũng cộng thêm với cái thuốc giãn mạch, nhưng mà các em thấy ở đây là giãn mạch vẫn là chỉ cần nhóm 2B thôi ha, cái hiệu quả nó chứng minh là không có rõ ràng, không có tốt hơn cái loại tiểu bao nhiêu hết, nhưng mà nếu huyết áp cao thì mình dùng cả hai thì mình thấy là hiệu quả nó đỡ hơn. Còn nếu mà huyết áp mà không có trên 110 được thì đôi khi là mình thấy là bệnh nhân có giảm tiết máu nhiều thứ, thì lúc đó là mình mới vẫn là lợi tiểu qua là vẫn là chỉ được nhóm một luôn là vậy hết ha. Thì nếu mà có dấu hiệu giảm tiết máu thì có thể là phải giãn mạch thêm, nhưng mà rõ ràng là cái chỉ định nó cũng là nhóm nhóm 2B. Còn nếu mà nó nặng hơn nữa chút xíu nữa là giảm tiết máu nữa, thì lúc đó là mình phải điều trị thêm cái thay thế thận, hoặc là điều trị tổ tự tuần hoàn cơ học, hoặc là những cái thuốc tăng cơ bắp của mình, đó là tiếp theo là cái bước bước tiếp theo nữa. Thì nếu mà có ha, còn nếu mà không, bệnh nhân huyết áp mà vẫn thấp rồi dấu hiệu thiếu máu thì là không có giảm nhiều, thì lúc đó mình chỉ cần quan trọng nhất là cái lợi tiểu, thì em thấy cái lợi tiểu là luôn luôn cái đánh giá là màu xanh đó, ở tất cả những bên này nó đều là lợi tiểu nó nằm ở trên cái phần màu xanh hết, là cái nghĩa là chỉ định nhóm một đó ha. Thì khi mà mình điều trị như vậy rồi mình đánh giá bệnh nhân có hiệu quả thì bắt đầu mình điều chỉnh tiếp ha, tối ưu hóa điều trị lên lợi tiểu là coi như thế nào. Còn nếu như chưa thì bắt buộc lúc đó là mình phải hỗ trợ tuần hoàn cơ học tạm thời, rồi những hỗ trợ khác để mà nâng, để mục tiêu vẫn là đảm bảo được tưới máu cho bệnh nhân, thì có chuyện đó chuyện rất là rõ ràng. Thì nếu mà mình so sánh những cái guideline cũ, những cái điều trị cũ, thì mình cái ranh giới đầu tiên là cái giãn mạch thì mình sẽ dùng ở mức 100 ha, rồi những cái an thần thì mình sẽ dùng sớm ngay từ đầu đó. Và rồi cái sau thì mình thấy là an thần là chỉ dùng khi nào khi mà bắt đầu bệnh nhân có lo lắng hoặc có đau đớn quá mức thì lúc đó mình mới dùng, chứ không bình thường là mình sẽ không có dùng nữa. Thì nói rõ thêm về từng bước, thì ví dụ như là tiểu qua đi, thì là tiểu qua thì nhóm nào cũng được á, nhưng mà rõ ràng đương nhiên là lâu nay mình vẫn thường dùng nhất là furosemide. Thì mình thấy là cái liều mình coi thử bệnh nhân này lâu nay ở nhà đang có điều trị steam hay không. Nếu mà điều trị steam rồi á, ở nhà vẫn dùng lợi tiểu mỗi ngày, thì mình thấy là mình cần á là mình sẽ trả cho liều cao hơn, là ví dụ là liều 20 40, thì cái viên uống là 40, nhưng mà cái ống tĩnh mạch là ống mình 20 ha, thì mình sẽ dùng 1 đến 2 ống là tiêm liền. Còn nếu mà bệnh nhân trước đó là giờ là chưa dùng lợi tiểu gì hết thì có thể mình dùng nửa ống hoặc là một ống thôi, là để mình theo dõi để mình đánh giá tiếp ha. Cái phần đó thì trước giờ là vẫn là như nhau là như vậy. Cái liều lợi tiểu thì nếu bệnh nhân có dùng rồi thì mình dùng liều cao, liều gấp đôi lên ha. Còn nếu mà dùng mà bệnh nhân chưa dùng thì có thể là mình là dùng dùng liều thấp số, và cũng khuyến cáo là nếu mà dùng thì dùng là 2 đến 3 lần trên ngày, còn hạn hạn chế là xài một lần, bởi vì mình biết là nếu mà mình dùng một lần đến ngày thì sau đó có thể là nó gây ra hiện tượng là tái hấp thu sau khi mình đã hết thuốc đó, thì thành ra là người ta thấy nó cũng không có được tốt, thành ra không khuyến cáo một lần, chứ không phải là bắt buộc phải không được một lần ha. Ở đây là chỉ là không khuyến cáo thôi đó. Còn đương nhiên khi bệnh nhân đã giảm rồi thì đương nhiên là mình sẽ giảm dần từ 3 lần đến ngày xuống 2 lần xuống 1 lần, cái chuyện đó là chuyện về sau ha. Rồi đánh giá được cái lợi tiểu nó có hiệu quả hay chưa thì bằng cách là đánh giá cái natri niệu hoặc là đánh giá thể tích nước tiểu ha, trong 6 giờ thì mình thấy là cái con số nó rất là rõ ràng để mình theo dõi. Nhưng mà trên những cái bệnh nhân đang phục hồi cấp như vậy thì mình cần đánh giá liền, thay đổi liền là biểu hiện của mình là gì, tình trạng khó thở, tình trạng oxy của bệnh nhân đó là những cái đáp ứng liền tức thì, rồi mạch huyết áp sinh liệu tức thì của bệnh nhân đó là những cái mình cần phải làm liền. Và mình thấy là bắt đầu nó đáp ứng cái triệu chứng lâm sàng thì nó cải thiện rồi, bắt đầu là những cái nước tiểu là nó ra thấy nhiều hơn ha. Ví dụ là còn cứ được 1 tiếng mà thấy nó ra được trăm trăm rưỡi là thấy là bắt đầu là hầm thế là bắt đầu có hiệu quả. Còn nếu mà thấy là lâm sàng vẫn chưa giảm, rồi những cái đánh giá nước tiểu nó vẫn chưa ra nhiều, thì đương nhiên khi đó là mình sẽ phải tăng liều lên, hoặc là tăng liều rồi mà không được nữa thì có thể mình phải chuyển qua mình truyền liên tục luôn. Thì đó là những cái cách dùng thuốc, hoặc là phối hợp thêm những cái lợi tiểu khác để mà nó có tác dụng hiệp đồng trên cái lợi tiểu quan của mình. Cái thứ hai nữa, cái nhóm giãn mạch thì cái hai thứ thuốc mình hay dùng là nitroglycerin với lại nitroglycerin, thì mình thấy ở đây nè tất cả nó đều là gì, để chứa máu ở tĩnh ở bớt bên ngoài, hoặc là
thêm cái nitroprusside nó giãn cả động mạch nữa, nó giảm càng giảm cả được cái hậu thải của bệnh nhân nữa ha. Thì ở đây mình sẽ thấy là nó giảm được như vậy thì máu nó về tim ít, máu về phổi ít, thì khi đó là đương nhiên rõ ràng là nó giảm xuống huyết phổi và triệu chứng thì nó giảm hơn. Nhưng mà vẫn nhắc lại cái vấn đề là cái giãn mạch thì mình thấy là nó không có tốt hơn cái so với lượng tiểu bao nhiêu hết, cho nên là chỉ dùng khi nào mình thấy là huyết áp nó còn cao ha, huyết áp nó trên 110, trên lớn hơn bằng 110 thì mình dùng, còn nếu mà huyết áp mà khoảng 90 100 thì thôi mình cân nhắc mình dùng lợi tiểu trước thôi đã. Dùng lợi tiểu mà thấy chưa hiệu quả rồi đó, lúc đó mình mới tính tiếp là giống như đi đi theo cái con đường ở giữa cái từ mà này. Thì cái nitroprusside thì nó là giãn cả động mạch là giãn cả cả tĩnh mạch nữa ha. Thì thường á, mấy cái này đó, nó sẽ rất là hiệu quả rất là tốt so với bệnh nhân mà ở đây là phù phổi cấp mà gia tăng huyết áp ha. Ở đây mình biết khi mà giai đoạn đầu phù phổi cấp thì nó là gây lên tăng huyết áp lên bởi vì bệnh nhân kích thích giao cảm nhiều, nhưng mà khi mà bệnh nhân bị tăng huyết áp cấp cứu đó thì một cái biến chứng của mình là mình rất là sợ là nó bị tăng cái máu nó không có ra ngoài được ha, thành ra là gần như là nó nghẽn đường ra của thất trái vậy đó, máu ở, nó ứ ở ở thất trái rất là nhiều và nó gây ra một cái tình trạng là gây ra một cái phù phổi cấp, thì bắt buộc mình phải hạ được huyết áp thì lúc đó nó lại bình thường. Những cái bệnh nhân này mấy em điều trị tốt thì đâu đó là khoảng tiếng hồ sau là bệnh nhân hoàn toàn có thể là gần như là không có triệu chứng gì xảy ra mình hết, nếu mà mình điều trị rất là tốt ha. Để nó hạ huyết áp được liền thì máu nó tống ra ngoài được thì bắt đầu nó đâu máu nó đâu còn ứ cái gì trái này nhiều nữa, thì thành ra là những cái tình huống này nó sẽ rất là tốt. Những cái liều lượng cụ thể thì để khi nào ra trường mấy em đi làm thì mấy em mấy chị sinh thầy cũng sẽ không có hỏi tới những cái liều lượng cụ thể của mỗi thuốc đâu ha. Về cái nhóm an thần thì vẫn nhắc lại là không phải là lúc nào mình cũng kỹ chỉ định hết, khi nào bệnh nhân đông nhiều hoặc bệnh nhân lo lắng kích thích vật vã quá thì mình dùng ha, tại vì một số cái nghiên cứu sau này thấy là có vẻ như nó còn tăng thêm cái nó làm tăng thêm tỷ lệ tử vong đó, hoặc là đặc biệt là trên những cái bệnh nhân mà có bệnh phổi mãn tính rồi sẵn đó, thì khi mình dùng vào thì cái tác dụng phụ của nó là nó phải tiễn mạnh hơn, nó làm cái suy hô hấp lên, cho nên là nó không 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 phải là tốt cho bệnh nhân đâu em. Còn đặc biệt là quay lại cái nhóm nitroglycerin nãy cái slide này nó bị nhảy xuống dưới nè, nhưng mà ở đây nè nó có một cái mới mình để ý nè, lâu nay mình vẫn biết là mình dùng đường tĩnh mạch rồi trong thời gian lấy máu thì mình có thể là cho ngậm trước để lấy tác dụng liền, rồi sau đó là mình sẽ dùng đường tĩnh mạch vào lúc đó mình thay thuốc xong chẳng hạn rồi mình tăng liều dần lên ha. Nhưng mà riêng những cái tình huống mà tăng do phù phổi cấp á, nhưng mà do tăng huyết áp rất là cao á, cũng có thể người ta cân nhắc lại có thể là mình tiêm liền tĩnh mạch 1 đến 2 mg. Nhưng mà đương nhiên khi mà tiêm liền như vậy thì mình biết là nó giảm mạch một cách đột ngột, cái đùng ra một cái thì coi chừng là nó sẽ là tụt huyết áp luôn chứ không phải là nó huyết áp nó trở về bình thường được. Thành ra là mấy cái này nhớ là mình mới theo dõi sát, mình phải làm rất là kỹ mình mới mới được tiêm cái kiểu này ha. Nhưng mà rõ ràng là nếu nitroprusside hoặc là những cái mình tiêm như vậy, nitroglycerin mà mình tiêm lên như vậy được liền thì cái hiệu quả giảm huyết áp thì nó sẽ rất là mạnh. Chỉ sợ là coi chừng cái phần mạnh không thấy mà cái nó mạnh mạnh quá luôn nó gây ra tụt huyết áp, rồi lúc đó mình nhân chuyển qua chống tim nặng nề hơn rồi đó, thì đó là cái lỗi của mình đó. Về cái thuốc vận mạch tăng cơ bắp thì cũng như là khi nào huyết áp thấp thì mình mới chuyển qua cái bài giống như là thành chống tim, những cái thuốc mình thuốc vận mạch nhiều, còn cái giai đoạn mà thấy mình thấy là bệnh nhân có bắt đầu cung đường tim hơi giảm thì mình chỉ cần là tăng cơ bắp được trước thì lúc này là chẳng hạn là huyết áp thì còn tốt nữa đó, thì với vai trò của dobutamine mình mới xuất hiện ở đây ha, hoặc là những cái nhóm lợi chế DV3 mình thấy là mình sẽ cần phải dùng trong những tình huống cụ thể của mình. Còn đương nhiên là cái thuốc mà chẳng hạn dioxin đi thì gần như là chỉ để là nó tăng cơ bắp cơ tim thiệt, nhưng mà nó không phải là để nó tăng liền lên đâu, mà nó là gì, cái mục đích chính của mình vẫn là dùng để dùng trong mấy cái khống chế nhịp thấp nhiều hơn, nhiều khi là do bệnh nhân bị nhịp nhanh quá hả, cho nên là mình cần khống chế nhịp lại cho nó chậm, ví dụ như là nhất là rung nhĩ đáp ứng nhanh chẳng hạn, mình chậm dioxin mình tiêm vào để mình khống chế cái nhịp lại, thì khống chế nhịp lại thì tim nó co bóp nó đỡ hơn, thì nó là nó sẽ tống máu đi được nhiều hơn. Rồi một viên sulfat thì cũng đã nói rồi ha. Về kháng đông, nếu mà bệnh nhân mà đang có vấn đề của nhồi máu cơ tim thì bắt buộc mình phải dùng kháng đông rồi mình can thiệp rồi, còn nếu mà bệnh nhân không có chỉ định gì, chống chỉ định gì hết, chức năng đông máu thì còn ổn, hoặc là mình thấy cống tái mạn xuất huyết, những biểu hiện xuất huyết nặng nề thì gần như là trên những bệnh nhân phù phổi cấp là mình tính là mình điều trị bệnh nhân phải nằm dài trên giường lâu dài mà, cho nên là gần như là mình sẽ phải cần phải dùng cái kháng đông với heparin trọng lượng phân tử thấp để mình ngừa cái biến cố là phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sau.
thì phòng ngừa cấu tĩnh mạch sau là để là phòng ngừa, sau đó là phòng ngừa cái thuyên tắc phổi đó ha. Thì đương nhiên là bệnh nhân phải không có chống chỉ định và bệnh nhân có chưa được dùng, chứ còn khi mà mình điều trị nhồi máu cơ tim cấp thì mình đã dùng tới rồi thì mình đâu có nghĩ tới cái thuốc này chi nữa ha. Về hỗ trợ tuần hoàn cơ học thì cái chỉ định nó sẽ ít hơn cái chỉ định trong chống tim nữa, bởi vì lúc này là bệnh nhân gần như là huyết áp rồi cũng chưa còn túi máu nữa, tạm thời cũng tạm đủ, chứ khi nào nó nặng nề hơn nữa thì lúc đó mình mới hỗ trợ tuần hoàn cơ học thêm vào để mà duy trì bệnh nhân, thì nó giống như là cái phòng chống tim của mình. Rồi sử dụng ECMO nó cũng là như vậy thôi, hỗ trợ tuần hoàn cơ học thôi, điều trị thay thế thận thì cũng giống nhau. Thì về cái tiên lượng thì mình thấy là mà tử vong của phù hồi cấp chẳng hạn cho nhồi máu cơ tim cấp thì mình thấy là còn như là tới 20 đến 40%, nó cao hơn là bình thường ha, nhưng mà rõ ràng nó vẫn con số nó vẫn là nhìn nó đỡ hơn là cái chống tim thì nó nặng nề hơn mình nói ha. Còn đương nhiên là cứ có nhồi máu là phải can thiệp cho dù là có giờ nào đi nữa cũng được, thì nhớ là điều trị những cái yếu tố thúc đẩy khác cho nó rõ ràng. Bệnh nhân chẳng hạn có đi kèm cho nhiễm trùng đó, đều nó tăng viêm rồi lên nữa thì nó còn ảnh hưởng nặng nề hơn nữa, cho nên là vừa phải điều trị cái tim vừa nữa điều trị những yếu tố thúc đẩy. Bệnh nhân đã là có suy tim nặng rồi lâu nay rồi, bây giờ tới phục hồi cấp rồi mà có là mình không có điều trị những cái loạn nhịp nó mới xuất hiện nó nặng nề hơn thì đương nhiên là tình trạng bệnh nó sẽ nặng nề hơn. Cho nên là cả cả điều trị nguyên nhân cả điều trị yếu tố thúc đẩy để cho cái tình trạng lâm sàng của mình nó ổn định hơn thì mình phải cần làm. Thì đó là cái bài của mình là nó là tới đây là hết rồi đó. Thành ra là ở đây mình sẽ có hai cái phần ha, về cái đánh giá của bệnh nhân có chống tim hay chưa, để rồi mình xác định điều trị, còn bệnh nhân là có đánh giá của thuộc về cấp. Thì cho dù cái gì đó thì mình thấy rằng là cứ nhồi máu cơ tim, cứ nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim thì đương nhiên là mấy em phải làm tới cái vấn đề của bộ can thiệp và phải điều trị tiếp nữa. Thành ra là mọi cái ở đây điều trị vẫn là duy trì đầu tiên hết, là duy trì bệnh nhân sống cái đã, rồi tiếp theo là mình phải làm tiếp theo. Chứ còn mình không làm gì hết rồi oxy rồi đánh giá oxy không đủ, không có sử dụng oxy nó đúng thì lúc đó bệnh nhân là tướng mô nó càng kém nữa, không đủ oxy mô thì lúc đó càng ngày cái tổn thương nó càng nặng nề hơn. Thì thành ra mình nhớ là đánh giá nó càng hòn thì cái điều trị của mình mới hy vọng tốt cho bệnh nhân được. Rồi cái phần này có hỏi gì không, hay là phần này nó dễ hơn cho nên là nhẹ nhàng hơn? Cho em hỏi một câu à. Hỏi đi. Giờ em thấy ở chỗ phác đồ điều trị phục hồi cấp thì ở bệnh nhân có giảm tưới máu mô thì mình dùng thuốc lợi tiểu, tức là mình sẽ chấp nhận cái tình trạng làm nặng thêm cái tưới máu mô thầy. Là sao em làm sao mà chấp nhận tình trạng nặng hơn tướng máu mô được? Tướng máu mô là cái rất là quan trọng mà. Vậy cho em thấy là dùng lợi tiểu thì sẽ giảm thể tích nội mạch đó, thì nó sẽ có thể làm nặng thêm tình trạng giảm tưới máu mô. Không phải, vấn đề ở đây nằm ở chỗ là ở đây là mình biết là tổn thương của nó, cái cơ chế chính của tổn thương nó đang là cái gì. Dạ phù phổi. Đúng rồi, và phù phổi là do cái gì, nó do đang ứ dịch ở đâu. Dạ ở trên mang mạc phổi. Đúng rồi, nhưng mà nguyên nhân là từ ứ dịch từ từ tim trái đúng không? Tim trái là gồm cái gì, trái là thắt trái đó, phải không? Dạ. Thì khi mà mình giảm được cái lượng máu về đó thì em biết rồi, với một cái lực bóp của cái tim mình như vậy đó, thì khi mà cái áp lực nó không bị căng thì nó sẽ bóp tốt hơn hay là nó bóp kém hơn. Dạ, sẽ bóp tốt hơn. Bóp tốt hơn thì tướng máu mô nó sẽ tốt hơn hay nó giảm hơn. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà bóp ứ dịch ở ở phổi thì có thể là trao đổi khí tại phổi nó tốt hơn không? Oxy nó Dạ đảm không. bảo hơn không? Thì có nghĩa là Dạ không. sau đó là cái diễn tiến tiếp theo của nó sẽ là diễn tiến tốt hơn chứ. Có nghĩa là bệnh nhân này cái lực bóp ra ngoài là cái cung lượng tim là nó mạnh hơn này, trong máu đó thì oxy nó phong phú hơn này, để bởi vì đã trao đổi khí là tốt ở phổi nữa, đúng không? Thì vậy thì nó tăng tướng máu mô chứ sao nó giảm tướng máu mô. Cho nên là mình nói là lợi tiểu mình dùng để là nó giảm mạch ra thì mình sợ nó tụt huyết áp đúng không? Nhưng mà thật ra không phải, trong tình huống này là nó căng quá nó không bóp đi được thì ở đây là nó giảm tải về, thì cái lực bóp của mình á nó vẫn duy trì được, nó làm việc với cái công như vậy thì nó vẫn đủ được ha. Còn nếu mà nó nặng hơn nữa thì lúc đó là nó đã thành cái gì, lúc đó là thành chấn tim rồi, thì lúc đó là mình mới mới dùng những cái biện pháp của bài chấn tim đó đúng không.
Cho nên là trên bệnh nhân mà suy tim thì các em thấy là khi rõ ràng mình cũng hay nói chung vấn đề này nè, khi mà bệnh nhân suy tim nặng á, thì thường thường mấy em sẽ thấy là huyết áp cao hay huyết áp thấp. Bệnh nhân mà suy tim huyết áp cao rất là dễ điều trị, rất là khỏe ha, em thấy là những cái thuốc mình điều trị này, lợi tiểu này, nitrat này, chế minh chuyển này, là đều là thuốc này để hạ huyết áp hết á ha. Nhưng mà cái thường thường là khi này chức năng bóp của thóc nó kém, cho nên là gần như là huyết áp nó cũng sẽ không cao ha. Thì thành ra là bởi vì cái lực bóp nó là như vậy rồi, cái khả năng làm việc của tim nó như vậy rồi, nhưng mà nó ứ dịch thêm thì đương nhiên nó bị căng quá, nó căng quá thì làm việc nó sẽ kém xuống ha. Thành ra là mình điều trị tốt lợi tiểu, đương nhiên điều trị tốt, chứ còn làm quá mức ha, ví dụ như là nó thải, nó giảm thể tích tuần hoàn một cách rất là đột ngột, rất là rõ ràng, thì lúc đó này nó lại là gây ra hiện tượng nó lại là tụt huyết áp, là chóng, nó chuyển qua chóng tim càng nhanh nữa, đúng không? Cho nên không phải là dùng lợi tiểu vào thì là nó sẽ bị cái tình trạng là tướng mô mô nó kém đâu ha, mà lúc này là nó trao đổi oxy tốt hơn này, lực bóp nó tốt hơn này đó, thì thành ra là nó tăng tướng mô mô. Dạ em cảm ơn thầy. Các em nào hỏi gì nữa không? Dạ thầy ơi. Ừ, rồi em Nam Dạ trước đi, Nam nói trước. à, giờ bạn nữ nói trước. À, rồi nữ nói trước, nhường. Dạ thầy Sao? ơi, cái slide mà chẩn đoán phân biệt cái chỗ phù phổi cấp không do tim đó thầy, thì em chưa có hình dung được nó là trong những trường hợp nào, tại vì em chưa có dịp gặp nó trên lâm sàng đó thầy. Tại vì ở đây nè, ví dụ như mình nói là bệnh nhân bị phù phổi đúng không, thì có nghĩa là biểu hiện lâm sàng của mình sẽ là gì? Dạ là khó Khó thở. thở đúng Dạ. không, à, bệnh nhân thở nhanh, bệnh nhân khó thở, SpO2 tuột đúng không, đó là những cái biểu hiện đầu tiên đó. Ừ, thì khi mà gặp một bệnh nhân vào như vậy thì có nghĩa là mình sẽ nghĩ là bệnh nhân này đang khó thở nè ha, có thể nặng hơn là suy hô hấp đi đúng không, thì mình cũng phải liền đây là có khả năng là phù phổi cho tim không, hay là nó là do không do tim, ví dụ là bệnh nhân do tổn thương phổi chẳng hạn đó, thì có những cái tình trạng khó thở như vậy là một tình trạng rất là dễ thường gặp trong cái phòng cấp cứu, cho nên được vai trò lúc đó những cái xét nghiệm BNP của mình nó rất là tốt là vậy đó ha, có nghĩa là giúp mình phân biệt liền cái này ở khó thở này do tim mà không do tim đó, rồi khó thở là cái ranh ẩm đúng không, mà bệnh nhân thì đang là BNP tăng nữa thì mình có nghĩ là bệnh nhân đang phù phổi cho tim không, Dạ đương có. nhiên mình sẽ hỗ trợ nhiều cái, cho nên thì nó này mấy mấy liệt kê một loạt cái gì đó ha, thì nó hỗ trợ vô, chứ mà không phải là ví dụ như là bệnh nhân được quyền là có là sơ bơ trước giờ đúng không, bệnh nhân ra rồi thì bệnh nhân đang là vô một cái viêm phổi tổn thương nặng ra cái sơ bơ nữa, nhưng mà có thể bệnh nhân khó thở đó là nhiều khi là nó đang tồn tại một cái bệnh do tim xảy ra thêm nữa, chứ không phải là chỉ riêng cái phổi đúng không, thành ra là mỗi yếu tố nó góp phần vô trong một cái đánh giá của mình là như vậy, thì khi mà càng nhiều yếu tố hỗ trợ thì cái khả năng chính xác của mình nó sẽ càng tốt hơn được nữa ha, còn có những tình huống khó thì lúc đó là gần như là mình sẽ dùng BNP để mình can thiệp đó. Hoặc là lúc đó là đo CVP để mình coi tăng áp lực đo lên, thì lúc đó là nó đó những tình huống rất là khó, và những tình huống rất là khó như vậy thì nó cũng không nhiều đâu ha, nhưng mà dù sao nó vẫn có, tại vì khi đó là cái mạng người, mỗi mạng người đều quan trọng mà, cho nên là những cái ca đó là mình đều cần rất là cẩn thận. Dạ Rồi em em cảm ơn Nam. thầy ạ. Ừ. Dạ thầy ơi, tại vì em có đọc bài năm ngoái thì em thấy là có hai cái tiếp cận của Harrison với lại của cái ESC 2021. Thì ví dụ như là cái đầu á, là trong cái Harrison là nó là thầy nói là sử dụng ba thuốc đầu tay luôn, là morphine, nitrat với lại là lợi tiểu. Còn nếu Đúng như mà cái rồi. phác đồ theo SC là mình không không nhất thiết phải sử dụng morphine ngay từ đầu đúng không thầy, mà mình chỉ Đúng cần dùng rồi, ở mức không. mình dùng Nhưng lợi mà ở tiểu đây đúng không? nè, thì thực ra thì mình nói là cái chỉ định morphine á là khi bệnh nhân lo lắng ha, khi bệnh nhân đau. Nhưng mà em thấy có bệnh nhân nào phù phổi đến cái mức độ mà SpO2 tuột rồi nhịp tim là nhanh như vậy, thở cò kè lên như vậy mà bệnh nhân có không lo lắng không? Thường Em thì hiểu lo không? lắng. Có nghĩa là mình ghi á là chỉ định khi mà có chuyện đó xảy ra, nhưng mà thường em sẽ thấy bệnh nhân bị phù phổi cấp người ta có xảy ra chuyện đó không, thì mình thấy đa số nó vẫn là sẽ có thể xảy ra chuyện đó, cho nên mình dùng thì thực ra thì cũng không có gì sai đó, chỉ có một cái là nó sẽ giảm một cái số ca nhất định lại đúng không, nhưng mà giảm không nhiều đâu, có nghĩa là sẽ có một số ca là mình sẽ không dùng một tên theo cái cũ thì mình có dùng, tại vì thực ra là ngoài ngoài trừ cái chuyện mà an thần này nọ, cái một phim cái vai trò của nó còn nằm trong cái chuyện là nó vẫn là giảm được cái tiền tải chứ không phải là không ha. Nhưng mà mình thấy là nếu mà bệnh nhân giống như là bây giờ đưa thêm cho vấn đề nữa, nếu mà bệnh nhân chưa có thì ho ho
hốt hoảng lo lắng là nhiều quá ha, không có vật vã kích thích gì hết thì đương nhiên là mình sẽ không dùng. Mà đương nhiên là khi mà bệnh nhân mà bình tĩnh như vậy hết thì chúng ta là oxy nó tụt cũng không có nhiều ha. Hoặc là trong những tình huống mà bệnh nhân quen, ví dụ bệnh nhân có COPD chẳng hạn, mà cái lúc nào oxy nó cũng thấp 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 quen rồi đó, thì thành ra là ở đây là cái mới thì mình sẽ coi là khi nào mình cần dùng hay không cần dùng ha. Nhưng mà thì đa số em vẫn nghĩ là nên cần dùng hay là không, thầy vẫn thấy là trên 50% là mình sẽ phải cần dùng đó, tại bệnh nhân đang tụt oxy nhiều, là bệnh nhân đang lo lắng. Cái chuyện mà thiếu máu não nên kích thích vật vã là chuyện đó là bình thường ha. Đó là chưa nói tới những cái tình huống mà bệnh nhân bị là do nhồi máu cơ tim là nguyên nhân nữa, thì bệnh nhân có đau ngực không, thì giờ mình là dùng là chuyện rất là bình thường ha. Nhưng mà rõ ràng những cái ca mà không lo lắng nhiều quá, bệnh nhân không đau nhiều quá thì mình sẽ không dùng. Dạ thì ở nếu như những cái ca mà phù phổi cấp mà vô một mức với mình một cái mức huyết áp quá thấp đó, thì mình có sử dụng lợi tiểu không? Tại vì lợi tiểu thì nó chỉ là trên 110, thì ví dụ như là mức huyết áp mà cỡ có 80 70 mà có dấu hiệu của choáng thì mình điều trị của choáng ngay từ đầu hay là mình phải theo cái phác À, đồ đấy? khi mà bệnh nhân vào và với em ha, trong tình huống mà mình thấy là huyết áp chẳng hạn là 80 đi, cụ thể luôn đi ha, hoặc là nếu thấp hơn nữa thì càng càng phải, lúc đó mình có chuyển qua bài chón chưa, lúc đó là mình đưa qua bài chón mình điều trị rồi ha, chứ mình không có gọi là dùng cái kiểu của phổi nữa ha. Nhưng mà rồi ví dụ như là phía thấp thì lúc đó là vấn đề đặt ngược lại đi, bây giờ là huyết áp bệnh nhân vào viện với mình thấy là vẫn là cái triệu chứng là khó thở dữ dội rồi đó, nhưng mà huyết áp rồi là đang là 80 cho 50, thì rõ ràng đương nhiên là cái lợi tiểu là chắc chắn là mình sẽ phải phân vân sau, chứ không thể là ngay từ đầu mà mình điều trị liền được ha. Nhất là những bệnh nhân mà biểu hiện tình trạng chóng rồi, chứ còn nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng của chóng, ví dụ như là bệnh nhân huyết áp thấp, người đó là huyết áp thấp lâu nay quen rồi, lúc nào cũng 90 trên 60 đó, huyết áp thấp quen rồi cho mình ăn suy tim nặng như vậy ha. Biểu hiện chó mà nói gì huyết áp chỉ là một thôi, cái dấu hiệu quan trọng nhất là dấu hiệu gì, tưới máu mô nó phải giảm nữa. Thì nếu mà bệnh nhân không có dấu hiệu của chó đi thì lúc đó mình sẽ điều trị theo phù phổi hay mình điều trị theo chó, tại mình Mình biết cũng rõ thấy ràng là mình chẩn đoán chó là dựa vào gì, một là huyết áp cộng với là tình bằng chứng thiếu máu mô ha, cộng với choáng tim thì phải có bằng chứng của là những cái thay đổi huyết động do tim nữa. Vậy thì trên những bệnh nhân mà huyết áp thấp, mình gọi là huyết áp thấp đó, nhưng mà không có biểu hiện gì của choáng hết mà biểu hiện có tình trạng xung huyết rồi rất là nhiều, xung huyết phổi rất là nhiều, thì lúc đó mình có tiếp cận liền theo kiểu choáng không, hay là mình tiếp cận theo kiểu phù phổi được? Khi đó mình sẽ dùng cái lợi tiểu được. À, đương nhiên ở đây cái liều lợi tiểu như thế nào để mình cân nhắc, và rõ ràng mình phải có một cái sự theo dõi sát, nếu mà mình dùng vào huyết áp tụt lên thì mình sẽ làm gì tiếp theo nữa, thuốc vận mạch, thuốc mạch tăng cơ bóp ha. À, chẳng hạn lúc đó là mình cần phải dùng vận mạch tăng cơ bóp rồi lên để vừa đẩy huyết áp lên vừa lợi tiểu tống ra ngoài, để cho gì cái tim nó làm việc đỡ tải hơn và cái tim nó sẽ được làm việc tốt hơn ha. Vừa dùng thuốc để tăng tim nó tăng cơ bóp, vừa dùng thuốc để mà cho nó thải ra ngoài bớt, thì cái áp lực nó giảm thì tim nó làm việc tốt hơn. Cho nên là cái quan trọng nhất là em phải đánh giá rõ ràng. Thực ra cái gọi là cái Harrison cũ thì người ta ghi rất là ràng, có bằng chứng của chó, có nghĩa là nó phải đủ tiêu chuẩn của chó thì mình đưa qua điều trị chó, chứ không phải là chỉ vì huyết áp không đâu. Cho nên ai nói huyết áp mà chẳng hạn như giờ huyết áp mình nói là 85 trên 55 đi, có nghĩa là dưới cái chuẩn đó, thì chừng đó là chó tim thì không phải. Có rất là nhiều người huyết áp người ta thấp quen rồi, cái mức độ huyết áp người ta như vậy đó, mấy người đã chơi khi chỉ cần lên tới 110, 120 là người ta coi như là người ta khó chịu chịu không nổi đó. Thành ra là khi đó là mình sẽ không có xét cho chón ha, tại chón là phải có bằng chứng của giảm tiếng mô mô. Còn người ta 90, người ta 85 nhưng mà người ta vẫn không có biểu hiện gì của giảm tiếng mô mô nhiều hết, thì chắc là mình phải lo điều trị cái kia. Nhưng mà chẳng hạn như là rồi điều trị thêm mình thấy huyết áp thấp thì mình sợ huyết áp tụt nữa, thì mình vẫn là dùng cái bằng mạch và tăng cơ bóp để mà cho nó nâng huyết áp lên ha, vừa tăng cơ bóp lên rồi vừa giảm được áp lực của nhị trái, của thất trái xuống, thì khi đó là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Cho nên sau này em sẽ thấy thường thấy là vừa điều trị cả dobutamine, vừa điều trị cả nitroglycerin và lợi tiểu luôn đó, vì trong bệnh suy tim là mình phải thường xuyên có những cái tình huống như vậy đó nha. Dạ, cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Còn bạn nào hỏi gì nữa không? Còn nhớ là chờ chờ thầy gửi bài mới nha, chứ đừng đọc lên sách cũ nữa ha.
là bắt đầu nó sẽ có một số thay đổi nho nhỏ, rồi nó còn có một chút thay đổi những cái tiêu chuẩn chẩn đoán của thầy thầy đưa ra mà ngay từ đầu của cái chấn tim á, là tiêu chuẩn đó là lại là của là ở tim mạch châu Âu 22 đó, ở tim mạch Hoa Kỳ 22 đó. À, cho nên là chờ cái hoặc là đọc cái slide này hoặc là chờ bài mới nha, cũng cũng cần rồi đó, vài bữa nữa là bộ môn sẽ đưa ra sách mới nè. Dạ thầy ơi, cho em hỏi trong cái slide vừa rồi là trong xử lý bệnh nhân phù hợp thì C2021 thì không có xài ở cái mang chuyển À, thì không phải à, không phải là không xài cái, rõ ràng là chế men chuyển vẫn luôn luôn là thuốc đầu tay trong điều trị suy tim đúng không? Phù phổi là một cái thể cấp của suy tim mà, nhưng mà có nghĩa là sẽ là có nghĩa là trong giai đoạn này mình đang điều trị để cho nó qua cái này, tại vì thực ra là cái phần điều trị mình sẽ có gì điều trị trước nhập viện này, chẳng hạn nhân khó thở lên rồi một năm nào tới đi ha, là chở vô bệnh viện điều trị này, điều trị bắt đầu là trong thời gian điều trị nè, từ nặng cho đến giảm dần rồi bắt đầu chuẩn bị tới xuất viện đó, thì mình thấy là vai trò của chế men chuyển có không, là luôn luôn có, bởi vì thuốc chế men chuyển vẫn là thuốc đầu tay, thuốc nền tảng trong cái vấn đề của điều trị suy tim mà ha. Nhưng mà có nghĩa là đang đang phân tích, có nghĩa là cái phần cập nhật này là người ta cập nhật vô cái phần là điều trị cầu trị cấp cứu liền tại chỗ đó ha, ngay cái lúc đó thôi đó, thì mình sẽ chưa có dùng liền trong lúc này. Nhưng mà chẳng hạn là bệnh nhân bớt khó thở rồi rồi là sau đó là chế men chuyển là chuyện, đó là chuyện đi sau là bắt buộc, giống như cái Harrison quyển sách cũ ha, quyển cũng gọi là cũ chứ còn ra cũng 2019 mà, thì người ta vẫn là sau đó mọi cái bắt đầu nó ổn định rồi hết, nó là phải phối hợp thêm một chế men chuyển là như vậy đó, và phối hợp sớm ha. cảm ơn thầy. Chứ không phải là không điều trị chế men chuyển nữa nha, những cái thuốc mà điều trị rồi sau này bệnh nhân ổn nữa thì còn, mặc dù có phù phổi cấp với suy tim cấp nhưng mà sau này chạy beta có cần không? Em nghĩ là cần luôn. Ừ, cần chứ, có nghĩa nhưng mà điều trị qua giai đoạn cấp rồi thì sau đó mình sẽ phối hợp dần dần ha. Thì chẳng hạn như bây giờ bệnh nhân mới bị suy tim cấp xong thì bao lâu sau mình được quyền dùng chạy beta đó, thì ít nhất là sau đó là 24 tiếng hồ sau khi mình đã ngưng được thuốc là tiểu đường chích, thuốc giãn mạch, thuốc trợ tim gì đó, lúc đó là mình sẽ dùng chuyện beta vào, chứ đâu phải là mình không dùng ha. Nhưng mà có nghĩa là trong giai đoạn cấp tính đó liền thì mình sẽ không có tạm thời không có dùng tới ha. Còn ở chế mình chuyển chạy beta giai đoạn sau này của suy tim, con số tốc máu giảm thì em thấy cái hiệu quả nó quá rõ ràng rồi, đâu có gì để mà bàn nữa. Rồi, gì nữa không? Chút xíu học bài gì nữa ta, thầy còn mấy em còn 2 tiết mà Cho em hỏi một câu mà hả? Ừ, nói to đi em, trong cuộc gọi rè quá, rè quá thầy không nghe. ở cuộc gọi cấp nhân Rồi không được rồi, thầy không nghe rồi, thầy không nghe rồi, tiếng được tiếng mất, hay là cũng có thể là em nhắn qua Zalo cho thầy cũng được ha. Hình như mạng hơi yếu á, thầy nghe tiếng được tiếng mất. Có em nào hỏi gì nữa không? Thầy nghe được câu hỏi. Hello. Hello, chào thầy. Thế. Alo, rồi, vậy là để tiếp theo Rồi, mời thầy dạy nha. bây Rồi. giờ cho các em ít phút nữa hỏi thầy Thi còn gì hỏi không? À, cần gì hỏi nữa không? Còn không em nào ấy thì cứ gửi qua mail hoặc là Zalo cho thầy rồi thầy sẽ trả lời sau nha. Tại vì sợ trễ ảnh hưởng tới thầy phía Không sau. sao. Không sao, không sao. Rồi vậy thì thôi, mấy em có gì thì nhắn cho thầy riêng ha, rồi sau đó thì thầy chào mấy em, thầy thoát đây, chào thầy, thầy dạy nha thầy. Rồi, chào thầy Thi.
Các em nghĩ